Trưa hôm qua 29 tháng Giêng, Đức Thánh Cha đã chủ sự buổi đọc kinh truyền tin với hàng chục ngàn tín hữu tại quảng trường Thánh Phêrô. Trong số này có 3.000 thiếu nhi và thiếu niên thuộc phong trào Công giáo Tiến hành Italia, họp thành đoàn lữ hành hòa bình cùng với cha mẹ và các thầy cô của các em. Có hai em, một nam một nữ, đại diện cho tất cả được lên đứng cạnh Đức Thánh Cha tại cửa sổ ở Dinh Tông Tòa. Trong bài huấn dụ ngắn trước khi đọc kinh, Đức Thánh Cha đã diễn giải ý nghĩa bài tin mừng về tám mối phúc thật được đọc lên trong phụng vụ thánh lễ Chúa Nhật hôm qua. Ngài nói, phụng vụ Chúa Nhật này cho chúng ta suy niệm về các mối phúc mở ra bài giảng trên núi. Đó là đại hiến chương của Tân Ước. Chúa Giêsu biểu lộ thánh ý Thiên Chúa muốn dẫn đưa nhân loại đến hạnh phúc. Sứ điệp này đã hiện diện trong các bài giảng của các ngôn sứ. Thiên Chúa gần gũi người nghèo và người bị áp bức, và Ngài giải thoát họ khỏi những kẻ ngược đãi. Nhưng trong bài giảng này, Chúa Giêsu theo một con đường đặc biệt. Ngài bắt đầu bằng từ phúc, nghĩa là hạnh phúc, và tiếp tục với những chỉ dẫn về điều kiện để được phúc như vậy. Và Chúa kết luận với một lời hứa. Lý do của mỗi phúc, tức là hạnh phúc, không hề tại điều kiện được yêu cầu, nào là người có tinh thần thanh bần, người sầu muộn, đói khát sự công chính, bị bách hại, nhưng hệ tại lời hứa theo sau đó, cần đón nhận trong đức tin như một hồng ân của Thiên Chúa. Khởi hành từ một hoàn cảnh khó khăn, bất hạnh, để cởi mở đón nhận hồng ân của Thiên Chúa và đạt tới một thế giới mới là nước được Chúa Giêsu loan báo. Đó không phải là một tiến trình tự động, nhưng là một hành trình cuộc sống theo Chúa. Nhờ đó, thực tại bất hạnh và sâu muộn được nhìn trong một nhãn giới mới và được cảm nghiệm theo sự hoán cải của người thực hiện. Ta không thể là người có phúc nếu không hoán cải để có khả năng quý chuộng và sống những hồng ân của Thiên Chúa. Đức Thánh Cha nói tiếp, tôi dừng lại ở đây nơi phúc thật thứ nhất, phúc cho ai có tinh thần thanh bần vì nước trời là của họ. Người nghèo khó trong tinh thần là người đã đón nhận những tâm tình và thái độ của người nghèo. Họ không nổi loạn trong thân phận của họ, nhưng biết khiêm tốn, ngoan ngoãn, sẵn sàng đối với ơn của Chúa. Hạnh phúc của người có tinh thần thanh bần có hai chiều kích. Trước tiên là đối với của cải, tiếp đến là đối với Thiên Chúa. Họ có thái độ điều độ đối với của cải vật chất, không nhất thiết phải từ bỏ chúng, nhưng có khả năng nếm hưởng điều thiết yếu, chia sẻ, có khả năng canh tân mỗi ngày cái thái độ kinh ngạc vì sự tốt lành của sự vật, không trở nên nặng nề trong sự ham hố tiêu thụ đen tối. Đối với Thiên Chúa, họ chúc tụng và biết ơn vì thế giới là một phúc lành và nơi nguồn gốc của thế giới này có tình yêu sáng tạo của Chúa Cha. Nhưng họ cũng cởi mở đối với Chúa, ngoan ngoãn đón nhận chủ quyền của Chúa, đấng đã muốn thế giới cho tất cả mọi người trong thân phận nhỏ bé và giới hạn của họ. Người có tinh thần thanh bần là Kitô hữu, không tín thác nơi bản thân, nơi những của cải giàu sang vật chất, không ngoan cố theo ý kiến riêng của mình, nhưng tôn trọng và lắng nghe và vui lòng đón nhận quyết định của người khác. Nếu trong các cộng đoàn của chúng ta có nhiều người có tinh thần thanh bần, thì sẽ bớt có chia rẽ, đối nghịch và tranh luận. Sự khiêm tốn cũng như đức bác ái là một nhân đức thiết yếu để sống chung trong các cộng đoàn Kitô. Những người nghèo theo nghĩa này của tin mừng xuất hiện như những người giữ cho mục tiêu nước trời được luôn sinh động. Họ cho thấy nước trời đã có mầm mống trong cộng đoàn huynh đệ, dành ưu tiên cho sự chia sẻ những gì mình sở hữu. Và Đức Thánh Cha kết luận rằng, xin Đức Trinh Nữ Maria mẫu gương và là hoa trái đầu mùa của những người có tinh thần thanh bần, vì mẹ hoàn toàn ngoan ngoãn đối với thánh ý Chúa, xin mẹ giúp chúng ta phó thác cho Thiên Chúa giàu lòng xót thương, để người ban cho chúng ta đầy tràn các hồng ân của người, nhất là được dồi dào ơn tha thứ. Với ý nguyện trên đây, kính mời quý vị hiệp ý cầu nguyện với Đức Thánh Cha qua kinh truyền. Angelus Domini nunciabit Maria. Et concepit de Spiritus Sancto. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Benedicat vos omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. Amen. Amen.